Ok, good morning anh. Bên đó Dạ. bây giờ là bên đó là cũng 12 giờ rồi hả? Dạ, cũng hơi khuya chú, không sao chú. Dạ, Ừ. tôi xin chào chú ạ. Chào anh. Dạ, chào chú. Giờ anh nên nói chuyện với anh Cầm về cái chuyện gì vậy, cho tôi nói thêm đấy. Nói chuyện Dạ, đi. thì chú Cầm cũng cũng con với chú Cầm mọi người cũng đang chia sẻ về cái tay mà Lê Văn Phúc về mà đang truyền bá cái năng lượng gốc của chú Peter Phượng. À, mà không sao đâu, chú có cái vấn đề chú cứ chia sẻ vô tư không sao cả. Dạ. Ồ, mình đâu có cái gì đâu, mình gọi hỏi thăm. Hôm nay thấy lần đầu tiên lên cái diễn đàn Dạ. của anh, nói cái chuyện gì. Ồ, ngày mình hôm nay tôi đi cứ mỗi lần đến mùa Giáng sinh thì Dạ. mình ở đây nè, mình đón Giáng sinh ở đây thì mình không phải là Dạ. người của mình, không phải là Christian, mình không phải là người Thiên Chúa giáo, thì thực ra mình Dạ. cũng có, nhưng mà qua đến bên đây rồi trường học rồi xã hội nó ăn Tết Giáng sinh thì mình ăn theo Dạ đúng rồi. đấy. Thì cái Tết Giáng sinh của Mỹ là nó to như là cái Tết ta của Việt Nam mình, là nó ăn ngày này qua ngày kia, tuần này qua tuần kia, nhậu nhẹt cả đời. Cái mùa đó là mùa ăn nhậu. Dạ. Thì có mỗi lần đúng thì mỗi lần tại anh hỏi mình nói là mỗi lần cái mùa Giáng sinh đến thì mình lại ăn theo cái xã hội của Hoa Kỳ cho mấy đứa trẻ con. Dạ. Thì vậy anh biết thì đến một lúc nào đó, tôi nghĩ khoảng chừng năm năm 90 thì là cái cụm từ kiss là Christmas bombing hoạt động Christmas là cái đúng mùa không chú? cái mùa rồi cái, là Christmas bombing, Dạ. bombing có chữ S đó. Dạ. Christmas là cái mùa dội bom ở Hà Nội, 12 Hà Nội. ngày đêm trên Hà Nội bằng siêu phái phá đội bay B-52. Đúng rồi chú. Thì như không hiểu tại sao thì mỗi năm thì nó đều cái chuyện nó đều xảy đến với tôi, nhưng mà không hiểu là tại sao mà năm nay kỳ này thì là nó xảy ra lại và dưới những cái tình trạng rất là mạnh mẽ, những À, cái cái cảm xúc đổ về đúng không cái cảm chứ? xúc rất là mạnh mẽ cha. Hồi đó thì mỗi năm nó mới về, nhưng mà đại khái là nó mình hiểu, bắt đầu mình không hiểu thì mình tìm hiểu ra, mình hiểu hiểu dần 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 dần, dần. Nhưng mà rồi càng ngày nó càng nặng độ, rồi đến những ngày cái kỳ vườn kỳ này trong cái tuần lễ này thì thấy là rõ ràng là mình chìm sâu vào cái văn hóa của Việt Nam và Hoa Kỳ để mình tìm hiểu, để mình thấy là quả thật đó, là cái nền văn hóa của Việt Nam là một cái nền văn hóa mà rất là nhân bản này, họ rất là rộng lượng, còn cái nền văn Vị hóa mà của vị tha, còn cái nền văn vị tha hóa đúng mà Mỹ bên này đó, là một cái nền văn hóa rất là nặng, rất là nặng nề, rất là máu sắc 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 máu, rất là nặng nề và cứng cáp. Cái nền văn hóa rất là nặng nề mà sắc bén, chứ nó không có vị tha, nó không có nhân bản, nó không có nhẹ nhàng như Việt Nam này. Tại vì rõ ràng là cái mùa Christmas bombing này này, là mình có phải ở đây đó, thì mình mới hiểu là cái người Tây phương, và đặc biệt là tôi ở đất Mỹ này thôi, thì tôi chỉ nói đất Mỹ thôi, là cái người đất Mỹ này, cái người Hoa Kỳ này, họ 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 họ, họ kính trọng cái ngày ngày Giáng sinh như thế nào. Mình phải ở đây nè, mình phải nuôi sinh con mình ở đây nè, mình phải nuôi con mình ở đây, rồi mình lớn lên với nó thì mình mới hiểu là cái Mới thấm được văn đúng không? hóa, cái xã hội này họ kính trọng, họ yêu thương cái ngày Christmas như thế nào. Mà mỗi năm nó xảy ra một lần anh, người ta đã lặp đi lặp lại những cái tình yêu của Thiên Chúa trên đất đất nước này là mấy trăm năm nay. Vậy mà mùa Giáng sinh năm 1972 anh, người Mỹ họ đánh nhau thì căn bản thế này, là tôi ở trong Nam tôi đánh nhau với họ tôi hiểu, đến Giáng sinh đó là họ ngừng, họ hưu chiến, họ không có đánh nhau nữa, đặng chi vậy, đặng cho lính của họ đi đứng nhà thờ cầu nguyện đón mừng an hưởng hưởng ngày hòa bình.
vinh danh trên Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm. Dạ. Bao nhiêu triệu quân một nửa, gần 1 triệu quân lính ngoại quốc ở Việt Nam, đến mùa Giáng sinh họ hưu chiến này. Yeah. Tức là họ biết kính trọng. Nhưng mà thế này này anh nè, cái mùa Giáng sinh năm 1972 khi một người Mỹ dùng B-52 mà thả bom anh. Yeah. À, trong về Hà Nội đây, để vì một cái lý do rất là vớ vẩn này, một cái hành động mà mình phải ở đây á, thì mình mới hiểu cái sự man rợ của cái hành động đó, chứ mình không ở đây mình không có hiểu được đâu. Yeah. À, thành thử ra năm nay mùa Giáng sinh năm 2021 đấy, năm 49 năm ngày thì tôi đặt được một cái tựa đề của một cái bài viết của tôi là mùa Giáng sinh man rợ. Yeah. Thôi mình chỉ biết nói như vậy thôi, đấy là tâm tình của mình sáng ngày hôm nay. Yeah. Qua cái sự chia sẻ của chú thì có đem đến cho con một cái cảm nhận thế này, tức là suốt cái quá trình mà chú sinh sống tại đất Mỹ, nó đã đem đến cho chú nhiều cái hình ảnh và nhiều cái nét văn hóa mà chú cảm nhận được. Nhưng mà về tới giờ phút này thì đậu gọi là lắng động trong cái tâm hồn của chú thì chú vẫn nhìn về và chú có sự là đối chiếu, đúng không? Chú có sự đối chiếu từ về cái văn hóa và cái văn văn, tức là cái phong tục và thậm chí là cái sự nhân văn của giữa hai con người, của hai chế độ, đúng không? Hai đất nước, đúng không ạ? Nó có sự khác biệt và chú cảm thấy là cái gì đó là, tức là nó chính xác hơn là chú cảm thấy cái gì đó là bộ mặt thật của người Mỹ. Mặc dù là thí dụ những cái chuyện đó, như chú cứ bị ám ảnh về cái vấn đề mà cái mùa Giáng sinh năm 1972 ở phố Khâm Thiên, đúng không ạ? Ở phố Khâm Thiên mình đã... dạ, nó mang mình lên đã... dạ, mất mát đau thương cho người dân rất là nhiều. Mà trong khi những ngày đó thì dân bản xứ thì họ lại xem trọng và họ ngưng mọi hoạt động, đúng không? Ngưng mọi hoạt động, tức là tạo điều kiện cho người dân được hưởng cái ngày đó nó trọn vẹn. Vậy đó, tại sao cái ngày đó lại họ lại dội bom ở khu Khâm Thiên? Tức là cái góc nhìn của chú nó bị xung đột ở hai cái điểm này. Chú cảm thấy nó bị xung đột và chú cảm thấy là có cái gì đó là chú rất là rây rứt, đúng không ạ? Con hiểu. Mà cái chuyện này nó không phải mới anh. Mỗi năm thì nó cũng y chang như vậy. Mà cái lần đúng này rồi. Tự nhiên tôi có một cái sự đại khái, một cái sự phẫn nộ rất là căn bản. Yeah. Rồi từ đó này, rồi mình lại hiểu thêm về cái con người Việt Nam này. Đúng không rồi. Ai mà rộng lượng như người Việt Nam mình có thể tha thứ kẻ cựu thù của mình như người Việt Nam mình được. Yeah. Tôi đứng ở cái phố Khâm Thiên này. Yeah. 2 năm về trước tôi có làm một đoạn phim nhỏ. Tôi thấy người không, mình thấy là được một cái là cái cuộc chiến tranh nó ngừng, mà người Việt Nam mình nó ngừng cho người Việt Nam mình ở cái phương diện chiến thắng thì tại vì là mình là người chiến thắng, thành thử ra cái cách cư xử của chiến thắng thì bao giờ nó cao đẹp đẽ hơn là cách đẹp đẽ hơn là cái cư xử của thằng phu giận. Đúng rồi chú, đại khái vậy. Cái vấn đề đó chú nhớ không, chú nhớ không, biết chú có xem theo dõi cái trang đâu, cái trang cá nhân của con không, tức là có một lần con post lên một cái bài, tức là cái tờ giấy, chúng ta hiểu thời điểm đó là cái tờ chỉ đạo của những vị lãnh đạo là thí dụ mà có gặp giặc lái đó, hồi xưa là gọi là giặc lái đó, khi bắt được là phải xử sự như thế nào đó, tức là ngay thời điểm đó thôi đó, các vị lãnh đạo Việt Nam họ là Đảng Cộng sản đó, họ đã chỉ đạo rất là rõ ràng, mặc dù đó là thời chiến mà nó rất là tàn khốc. Dạ. Mà ngay bản chất của người Cộng sản là họ đã đưa ra những cái chỉ đạo nó rất mang tính nhân văn và cái nhân đạo đối với, mặc dù họ là kẻ thù của mình. Anh thấy chú nhớ không? Chú nhớ cái chi tiết đó không?
con để bắt đầu con lục lại cái đó con gửi cho chú với chú Cầm. có không mình cái đó mình nhớ rất là tốt, mình biết Dạ. rất là tốt này, mình có khảo sát về cái chuyện đó rất là tốt. Dạ. À, chút xíu này. Lại chút nha, quên cái vụ này là lại chút đợi Dạ, chút. dạ, dạ chú nhé. Đó, mọi người thấy không? Tức là qua cái câu chuyện đó là chú Bi Thư Phượng đưa lên để cho mọi người thấy được là gì? Tại sao người Cộng sản họ giành chiến thắng? Đúng không? Tức là ngoài những cái vấn đề mà họ lãnh đạo, họ tài trí thế này thế nọ nữa, nó cộng thêm một yếu tố nữa là chính vì họ mà chính nghĩa. Họ chính nghĩa và họ nhân văn. Cho nên họ thu phục được lòng dân và thu phục thuộc được lòng của bạn bè năm châu. Đúng ạ. Bằng bằng chứng là thời điểm đó đó mọi người thấy không, người dân nước Mỹ họ có phong trào phản chiến đó. Đó, Đúng rồi. tức là họ chứng kiến được là cuộc chiến của người Mỹ gây ra ở Việt Nam đó là phi nghĩa. Nó mang đến tang thương chết chóc cho người dân Việt Nam và họ đã đứng lên làm một cái cuộc phản chiến. Có những đoạn clip đó còn lưu lại luôn, còn lưu lại hết. Thơ Quang cũng có, thì bữa nào Thơ Quang sẽ đưa lên trang, Ok. đưa lên đó cho mọi người cùng thấy, hoặc là Thơ Quang sẽ chia sẻ cho chú Phượng với chú Cầm những cái đoạn clip đó rất là Ok. hay. Dạ. À, thôi chắc mình nói chuyện như vậy thôi. Mình ghé anh, mình hỏi thăm anh sức khỏe của anh. Nói chuyện, san Dạ. sẻ tâm tình của mình. Cảm Ok. ơn chú rất là nhiều. Nói Ok, chung là cho mình dạ. ngừng. Hôm nay con với mọi người vui lắm, khi chú tham gia thì tất cả mọi người trong đây vui. Cảm ơn anh rất nhiều. Thôi cho Dạ. anh cho mình gửi lời chào tất cả mọi người. Cho mình xin Dạ. phép được rút lui. Dạ vâng. Dạ. Anh em mình nói Dạ. chuyện sau. Dạ. Nhé. Cảm ơn. Dạ. Chào. Dạ con xin cảm ơn chú Tô Phượng ạ. Cảm ơn chú. Dạ.